Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ trên tay một mẫu Seiko mới về của ICS. Mẫu này rất là đẹp và mình sẽ nói trước với anh em như vậy vì mẫu này là một chiếc là thuộc dòng Cocktail 2017 mới ra. Mình sẽ mở hộp ra để cho anh em có thể thấy. Và đây chính là chiếc đồng hồ mình muốn giới thiệu đến anh em. Wow, các bạn nhìn thấy cái mặt đồng hồ nó quyến rũ không? Nó rất là hút. Mẫu này của chúng ta thì sẽ có mã là SRP-B41G1. Chúng ta sẽ có máy là 4R35 Automatic Hand Winding, cùng với đó là Second Half. Cái này nó là khi mà các bạn mà chỉnh dừng kim dây khi chỉnh giờ. Chúng ta sẽ có 23 chân kính, cùng với đó là bộ độ chống nước 50m. Chiếc này thì các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ với size mặt là 40mm. Và chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với cái mặt dial màu xanh blue rất là đẹp. Các bạn có thể thấy ngay là nó là dòng cốc tai, cho nên chúng ta sẽ có những cái vân trải tia. Đó là cái đặc trưng của dòng cốc tai. Ở góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Preset Automatic. Và ở góc 12 giờ chúng ta sẽ có logo Seiko. Chúng ta sẽ có cái lịch ngày ở góc 3 giờ đang chỉ số 27. Toàn bộ kim và cọc số của chúng ta thì được làm rất là mảnh và đẹp. Nói chung là đây là một cái mẫu khá là đẹp với cái cách bố trí màu sắc của Seiko. Ở phía sau thì các bạn sẽ thấy ngay đó là bộ máy 4R35B với 23 chân kính. Chúng ta có 21.600 tần số dao động và cùng với đó khoảng 40 giờ tích cót. Mẫu này là dây thép và chúng ta sẽ có là khoảng 50m chống nước, cho nên là các bạn sẽ hạn chế dùng nước khi mà chúng ta sẽ hạn chế ngâm đối với mẫu này. Mẫu này vừa sử dụng máy 4R cho nên chúng ta sẽ có đầy đủ cót tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Các bạn có thể thấy khi mà mình dừng thì kim dây nó sẽ dừng. Đó. Phần kính của chiếc này giống như các dòng Cocktail 2017 khác, nó được làm bởi kính Hartlek và các bạn sẽ thấy nó được làm cong vòng lên rất là đẹp và nó tạo hiệu ứng chiều sâu cho cái mặt dial rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì nhiều bạn thì sẽ vẫn thích cái kính sapphire hơn. Tuy nhiên kính sapphire thì chúng ta sẽ khó để mà có thể làm vòng như vậy, hoặc là chi phí nó sẽ đội lên rất là đắt. Phía bên phải thì như các bạn thấy chúng ta có cái núm và có chữ S logo Seiko. Phía bên trái thì chúng ta hoàn toàn không có gì cả. Phần dây thép của em nó được làm với 5 chỉ, được làm rất là đẹp với hai cái chỉ ở giữa của chúng ta là chỉ bóng, còn ba chỉ ngoài của chúng ta là phay xước. Cái khóa của chúng ta đang dùng ở đây đó là khóa gập đôi, và khóa gập đôi của Seiko này được làm khá là mỏng. Đó, các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể gập bất cứ bên nào trước được, và nó là rất là mỏng, sẽ rất là phù hợp với anh em tay bé khi mà chúng ta đeo vào, nó sẽ không có vấn đề gì cả. Chiếc Seiko Preset này, Automatic này thì được làm rất là đẹp và nó được hoàn thiện ở tất cả sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan, cho nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Các bạn có thể thấy là với cái mẫu này thì nó sẽ phù hợp với anh em khá là nhiều, với anh em kể cả tay từ 15.5cm trở lên thì anh em có thể đeo chiếc này rất là dễ dàng. Đó. Nếu như anh em có nhu cầu thử lên tay thì anh em có thể qua ICS, và cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của ICS.